Tình trạng khai thác khoáng sản trái phép đang có xu hướng gia tăng tại nhiều địa phương. Tại Thái Nguyên, mặc dù các cấp chính quyền và ban ngành trong tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp xử lý tình trạng này, nhưng xem ra hiệu quả chưa nhiều. Nhóm phóng viên thời sự đã có mặt tại một điểm nóng về khai thác vàng trái phép tại huyện Võ Nhai của tỉnh Thái Nguyên để tìm hiểu vấn đề này. Đây là điểm khai thác vàng trái phép tại bản Nã, xã Thần Sa. Cứ có người lạ vào khu vực là cửu vạn trốn sạch, để lại hiện trường là những lán tạm bợ không người và máy móc thiết bị khai thác vàng như máy phát điện, máng đai vàng, hệ thống dẫn nước. Những người dân địa phương ở đây cho biết mới đầu chỉ có một vài lán, nhưng chỉ sau vài tháng trong khu vực chưa đầy 1 km² đã mọc lên hàng trăm lán. Đảng ủy ban cũng là tổ chức nhiều đợt để truy quét, để xua đuổi những cá nhân và tổ chức khai thác vàng trái phép trên địa bàn, là cũng được tạm lắng được một thời gian là 1-2 năm, nhưng mà những nhất là những về nhân dịp là cuối năm nay đấy, thì nói chung thì như ở khu cánh đồng này là bắt đầu mới lại nhóm lại, đa phần là người địa phương đấy, còn một số ít là cũng là người bên ngoài. Để phần lớn vàng tạc là người dân địa phương nên chính quyền xã có phần nể nang, ngại va chạm. Theo những người dân ở đây thì một số mong lò có cả con em cán bộ xã nên xã đứng ra dẹp bỏ càng khó khăn hơn. Hiện nay là những cái việc khai thác thổ phỉ thì người địa phương cũng có một phần. Chính vì thế nó có liên quan đến những cái mối quan hệ, nên là cấp ủy chính quyền địa phương thì cũng nhiều lúc là cũng hơi bị lỏng tay, có thể nói là cái việc nể nang, nên là cái sự quyết liệt vào cuộc thì có lẽ cái điều này cũng cần phải cố gắng. Không biết người dân làm thuê có được hưởng lợi gì không, nhưng tài nguyên của đất nước bị thất thoát và để lại một môi trường ô nhiễm nặng nề. Cánh đồng Bản Ná vốn là vựa tóc lớn nhất khu vực. Từ khi có điểm khai thác trái phép này, các dòng sông suối đều bị chặn lại, cạn kiệt và nhiều diện tích đồng ruộng không thể canh tác được. Đó là vai trò của chính quyền cơ sở. Chỉ có chính quyền cơ sở mới là người hiểu biết tất cả những gì diễn ra trên địa bàn. Và khi chính quyền cơ sở vào cuộc quyết liệt thì chúng ta sẽ ổn định được tình hình, quản lý được cái tài nguyên chưa khai thác, giải tỏa được những cái vụ khai thác trái phép. Quan điểm của chúng tôi là cũng đề nghị với lại tỉnh, chính phủ nên giao những cái mỏ, tiến hành khảo sát, quy hoạch các cái vùng mỏ, xác định trữ lượng và kêu gọi các cái nhà đầu tư vào, để nên là giao cho các cái doanh nghiệp có đủ năng lực để mà vào quản lý, để khai thác, để nhằm tránh cái việc thất thoát cái nguồn tài nguyên khoáng sản của quốc gia. Năm 2010, tỉnh Thái Nguyên đã từng cho phép một doanh nghiệp có năng lực đứng ra đầu tư quản lý khai thác một mỏ khoáng sản ở xã Thần Sa, vốn trước đây là bãi khai thác thổ phỉ. Hiệu quả là thu được ngân sách, an ninh trật tự của mỏ được đảm bảo. Tuy nhiên, chỉ cấp phép cho doanh nghiệp vào khai thác không phải là biện pháp giải quyết được cơ bản tình trạng này, mà quan trọng nhất là thái độ, trách nhiệm của chính quyền cơ sở với tài nguyên của đất nước.